Đến thí sinh tiếp theo, thí sinh mang số 187 bạn. Xin lỗi. Thí sinh mang số 210 bạn Nguyễn. Xin lỗi. Thí sinh mang số 188 bạn Âu Minh Duy. Xin mời bạn Âu Minh Duy. Xin chào. Ai gì? Ê, tôi thích mái tóc này nè, tại hồi bữa tôi cũng có để. Em nói nghe nè, giới thiệu chào mọi người bạn nào. Duy xin chào nè, cả các bạn ba giám khảo và quý vị khán giả có mặt buổi tối hôm nay. Em xin cho hỏi Duy đi đâu được không? Dạ, dạ. Bài say tình đúng không? Dạ. Trước kia hát có uống gì chưa? Lấy lon ba cho bạn uống rồi bạn hát cho em. Nó nghe nè, hát cái bài này mình nghe nói là phải cần một cái sự mà cuồng cuồng đảng. Không biết là bạn Duy bạn đủ độ điên cho mình trước khi diễn bài này chưa? Để giám khảo diễn xong rồi đấy. Thiệt không không? Bạn khảo chuẩn bị điên theo bạn nha. Và chúng ta cùng đến với bạn Âu Duy ca khúc Say Tình, một ca khúc của Đàm Dễ Thương. Một tràng pháo tay nè các bạn ơi. Cố gắng nha, cố gắng điên thật cỡ nha. Trong thế giới nào đã cho ta lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi, ta say ta hát nghiêng ngang lời tình si mê em có hay không nào? Sắp bay như trên chiếc tay này, lưu bước nước gã du ca buồn, lang thang bước với trái tim ta tự nguyện. Yeah.
con tim quá lớn trao em rồi. Ta xây ra hát yêu nhau lời tình si mê, em có hay không nào? Sân bay như chiếc chúa cây này, lều bèo như cá du ca buồn, làm hàng bước với đôi đá. Lên lại cái 2, 3 chưa tới bạn. Với trái tim có thật nguyện. Hay vậy chứ. Với lại nữa. Chưa tới luôn vậy. Làm được phải lên tới luôn, lên tới luôn cho điểm luôn, phần đó luôn là coi như là bỏ qua cái gì vô sai rồi. Gắn lên. Không trừ điểm luôn, chỉ cần lên đủ là được. Lên 2, 3 vỗ tay các bạn, vỗ các bạn. Vô. Lên từ 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 dưới mông chạy lên rồi. Với trái tim tình nguyện. Chưa tới luôn. Âu Minh. Với. Thấy chưa? Xin lỗi ban giám khảo, xin lỗi. Hát được chữ với thôi nhưng mà hát hai chữ nữa nó hát không nổi đâu. Ai nói gì vậy? Đi đi. Vô không? Bài anh trình vũ cho Jerry lại khúc đó, Jerry thử. Giờ này bài này luôn thích. Với từ từ nha. Vô. Từ từ thôi nha. Tôi thích ông ghê á, thật sự là ông có phong cách. Bây giờ tôi mời ông nghe ban xét của anh Thảo. Tôi thích mấy thằng, tôi thích mấy người nhau. Tôi cảm giác giống như mình, ngày xưa tôi cũng đi chơi với những chiến hữu mà lì lợm nhau. Ông có một cái độ lì nhất định. Có xem I'm a singer của Korea của Hàn Quốc không? Cao ốm luôn à. Cái ông mà của ZIB à? ZYB là ông hay thích những cái bạn mà lúc mà lên sân khấu lúc rất là nhút nhát, nhưng mà vô trong âm nhạc nó lại thoát hồn à, như là một con người khác hẳn bạn người như vậy á. Tôi thấy bạn còn nhút nhát thì nghĩ cho mình không biết hát tên, không hát được tới đâu đây. Tôi nói là bạn mình cũng ra, rốt cuộc bạn hát vô bạn thành con người khác, rất là hay, rất là đẹp. Bạn hát coi như là người ta nói là hát là còn phải có năng lượng tỏa khắp cả người, mình thấy điều đó không ạ? Và cũng may là bài hát này rất là hay, cho nên là đâm ra bạn hát bạn mình thấy bạn chưa có điều phối bài hát, cho tức là hát từ bỏ nhỏ xong rồi lên cái đầu lên đó, chưa thấy bạn, nhưng mà bạn hát coi như hết mình từ đầu tới đuôi luôn, thì đâm ra là nhưng mà bài hát này rất là hay nên là nó cứu được bạn. Mọi người nghe cái sự sôi động của bài hát này người ta quên đi cái sự chưa có điều phối cái bài hát của bạn. Nhưng mà mình thích cái sự riêng trong bài hát của bạn, thích được, chất nghệ sĩ trong cách hát của bạn. Chút xíu là gọi cửa chạy âm thanh. Không, mình nên như vậy, nghệ sĩ mình nên cùng gì. Chị em nhau là nghệ sĩ. Má ơi, trời ơi, bỏ đi. Nói chung thì mình phải công nhận là bạn là một người có chất giọng khỏe. Và bạn lựa bài này thì cũng hợp với cá tính của bạn, và nhìn bạn cũng bất cần đời. Nhìn hát bài này kiểu không bất cần á thì nó hợp. Tuy nhiên là có một số cái mình góp ý như thế này là tại vì cái bài hát này á, tại sao Đàm Vĩnh Hưng hát bài này thành công, không chỉ vì là ổng hát nghe nó bất cần, mà nó còn, xin lỗi các bạn nha, nó còn một cái tính từ để dùng cho bạn khi mà bạn hát cái bài này mà muốn thành công bạn phải bảnh đỉ chút xíu. Bảnh đỉ đi thỏa, bạn phải chưa bảnh chưa đỉ, tức là nghe nó phải đỉ một chút xíu thì tức là thay từ để nói cái phần giải thích cho bạn, giải bảo cho đơn giản là các bạn hiểu là cái bài này nó là không phải là Việt Nam, đó là nhạc nước ngoài, thì cái phong mà bạn nghe các bạn nước ngoài thì ý là cái người đàn ông mới nói về cái kiểu trong quán bar đó bạn, đúng không? Say tình mà yêu một cô gái trong quán bar, đúng không? Mà gái quán bar thì bạn biết rồi, đâu có bao giờ không tàn sầu riêng nhâm nhơm không rồi. Mình bảo tiếp tục thì đó là một cái mình thấy, tức là bạn hết mình với bài hát thì mình có thể thấy được điều đó, nhưng mà nó vẫn còn hơi hoang mang ở đâu đó, là có thể là bạn bị áp lực bởi cuộc thi rồi một cái nữa là ví dụ như bạn đối với những người mà có những cái chất giọng hàng đặc biệt đó, khi mà họ lên những nốt cao thì tự động giọng họ hàng, còn bạn thì lâu lâu nốt hàng, nhưng mà thấy đại đa số là bạn cố gắng không à, mình nghe giống như là bạn cố gắng bạn. Tức là khi mà bạn hát như vậy, thứ nhất là
cái thanh quản của bạn nó rất là dễ bị tổn thương nó, nhưng mà bạn lạm dụng cái kỹ thuật đó nhiều quá và người nghe cũng cảm thấy mệt. Thường á, trong một bài hát bạn chỉ nên gằn khoảng 1 đến 2 chỗ thôi, thì những cái chỗ gằn nó đắt. Đằng này bạn gằn từ đầu đến cuối, những cái nốt cao là bạn cũng gằn hết. Bảo đảm bạn hát cái bài thứ hai thôi là bạn lăn đùng ra bạn xỉu liền luôn á. Tại vì rất là đau, cho nên là bạn phải hạn chế lại để cho cái nốt gằn nó của bạn nó đắt hơn. Thì đó là một số những lời góp ý của mình ha. Cái gì cũng vậy thôi, xài dữ quá, như các bạn nãy xài cái mỏ dữ quá, vậy cái mỏ đó nó dài đó. À, xin chào Minh Duy ạ. Cho mình hỏi bạn là bạn xài dầu gội gì mà tóc đẹp quá vậy? Phô mô à. Tiếc cái là hôm nay không có anh Nghĩa Sư Đầu Trọc ở đây. Có cái Sư Đầu Trọc ở đây nói chuyện nhận xét bạn chắc là chính xác nhất. Mình xin được nhận xét cái giọng hát của bạn là đúng là như anh Trơ Bảo có nói thì giọng hát của bạn là nó có cái độ khàn, nó có cái lúc bạn biểu diễn cũng rất cũng khá là tự tin, nhưng mà khi mình nghe thì mình thấy là nó có cái độ khàn được tự tin rồi cái đó, nhưng mà tự nhiên cái say thì mình chưa thấy, ý là cái say của cái bài hát này á thì nó có cái cảm giác giống như là bạn không có làm chủ được mình á, nó có những cái chỗ giống như vậy thì mình chưa thấy á. Tức là nó bạn lấy cái sức của mình, cái sức của một người tỉnh táo hát cái bài này, nó giống như vậy là hát và biểu diễn cái bài này, chứ chưa có thấy là trình một cái sự là không làm chủ được mình ở trong đó, mình có cảm thấy như vậy. Và cái thần thái của bạn biểu diễn á thì cái cơ thể của bạn thôi, ở khuôn mặt của bạn chưa có cái thần thái biểu diễn cho lắm, cho nên là nó cái bài này thì thực ra bạn hát cũng nghe rất là hay, nhưng mà ý là mình thấy nó chưa có được trọn vẹn, chưa có được những cái mong đợi khi mình nghe cái bài này. Bởi vì vậy là cái bài hát này thì nó cái giai điệu của nó rất là cái giai điệu và ca từ của nó rất là khó để mà ăn nhập với nhau. Tại vì giống vậy khi mà mình viết lại một cái lời Việt của bài hát nước ngoài, nhưng mà cái bài hát nước ngoài thì cái nội dung nó không giống vậy, cho nên nó khó cho bạn biểu diễn. Bởi vì một phần là nó đòi hỏi quá nhiều, còn khi mình biểu diễn thì mình chỉ được khoảng chừng 6, 7, 8 phần thôi, thì bạn chắc làm được khoảng 7, 8 phần gì đó. Mình nghĩ là chắc bạn nếu mà có thể vô trong bạn sẽ được một cái bài hát nào mà nó dễ chịu hơn chút.